Xin kính chào quý vị khán giả của Sài Gòn TV. Thưa quý vị, ở vùng Orange County chúng ta tuần vừa qua, chúng ta vừa mới trải qua lễ hội Thánh Mẫu rất là trang trọng và rất là linh thiêng. Thì ngày hôm nay, Sài Gòn TV rất là hân hạnh được đón tiếp hai sơ đến từ dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh. Đó là sơ Hương Trần, bề trên tổng quyền của dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, và sơ Đào Hân. Thì rất là hân hạnh được chào đón hai sơ đến với Sài Gòn TV. Vâng, xin chào chị Hoàng Vy. Em xin chào chị Hoàng Vy. Chúng con xin kính chào quý thính giả, quý đồng hương, quý cụ ông bà anh chị em và tất cả mọi người đang hiện diện trên đất nước Hoa Kỳ. Dạ, quý vị khán giả Sài Gòn TV chắc chắn là rất là welcome trong cái không khí rất là yêu thương và nồng ấm để đón chào hai sơ. Nhưng mà thưa sơ Hương Trần, sơ có thể giới thiệu một chút về dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh để cho quý vị khán giả Sài Gòn TV có thể biết được nhiều hơn hay không ạ? Dạ, cảm ơn chị Hoàng Vy. Em thưa chị là Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất là một hội dòng thuộc giáo phận Bắc Ninh, được hiện diện trong hội dòng từ năm 1963. Trong cái hoàn cảnh mà năm 54 là số đa số giáo dân, các tu sĩ, linh mục di cư vào Sài Gòn. Cho nên trong giáo phận Bắc Ninh thời đó không còn một hội dòng nào hiện diện. Và lúc đó Chúa Thánh Thần tác động và bắt đầu xuất hiện những thiếu nữ khao khát hiến cuộc đời cho Chúa, sống trong ơn gọi tu trì. Và năm 1963 thì Hội Thánh đã bổ nhiệm Đức Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng về làm giám mục giáo phận Bắc Ninh. Ngài đã quy tụ chúng em thành một nhóm với tên gọi đầu tiên là Hội Chị Em Sống Lý Tưởng. Và hội đó đã hình thành dần dần qua các chặng lịch sử, và cho đến năm 2021, là sau 58 năm đấy, thì Tòa Thánh Vatican đã chấp thuận cho hội dòng này là một hội dòng được thiết lập chính thức theo luật của giáo hội. Và ngày 1 tháng 11 năm 2021, Đức Giám mục Giáo phận đã thiết lập chính thức, và chúng em là nay đã trở thành một hội dòng đầu tiên thuộc giáo phận Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam. Và hiện nay thì chúng em đã có 200 nữ tu sống trong ơn gọi Đức Mẹ Hiệp Nhất. Có 136 nữ tu đã khấn chọn và 48 nữ tu khấn tạm. Vâng, đấy là số các nữ tu trong Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất hiện diện trong 20 cộng đoàn rải rác khắp giáo phận Bắc Ninh, và có 2 cộng đoàn thuộc giáo phận Hà Nội và 1 cộng đoàn thuộc giáo phận Sài Gòn. Dạ vâng, xin mời Sơn. Dạ vâng, đến nay là 60 năm, nhưng mà 60 năm hiện diện trong giáo phận. Thế nhưng mà chúng em mới là một hội dòng rất là non trẻ, mới được thiết lập, mới được thành lập như vậy. Thì là đến nay chúng em chưa được 2 tuổi, cho nên là còn non về nhiều mặt. Vì thế mà rất cần sự nâng đỡ của mọi người qua lời cầu nguyện. Dạ vâng, như vậy thì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh là có một cái tuổi đời rất là dày dặn, là gần 60 năm hoạt động. Nhưng mà như sơ nói, có lẽ là chắc là vì sơ bề trên tổng quyền khá là khiêm tốn thôi khi mà nói là còn non. Nhưng mà Hoàng Vy có thể cảm nhận được là cái lý tưởng của mình, cái tình cảm của mình rất là đông đầy. Và chỉ cần như vậy thôi, và mình sống như sơ nói có 200 nữ tu đang sống trong ơn gọi, thì chắc chắn là với cái lý tưởng đó thì có thể dẫn dắt mình. Cho nên những cái kinh nghiệm hay là còn non gì đó nó không phải là vấn đề, phải không thưa sơ? Đào Hân, sơ có thể nói với khán giả Sài Gòn TV một chút là các sơ làm như thế nào trong cái đời sống cầu nguyện của mình ạ? Vâng, cảm ơn chị Hoàng Vy rất là nhiều, và kính thưa quý khán giả, như mọi người cũng đã biết, đời sống cầu nguyện không chỉ là quan trọng cho tất cả mọi người chúng ta là những người Kitô hữu, và đặc biệt hơn nữa chúng con là những người nữ tu đang sống đời thánh hiến, thì cái đời sống cầu nguyện lại cũng vô cùng quan trọng đối với chị em chúng con. Con cảm thấy là như là đời sống cầu nguyện như thể là hơi thở của linh hồn, hơi thở của đời sống nữ tu. Nếu như mà con cá nó bơi được dưới nước như thế nào thì những người nữ tu chúng con cũng phải cầu nguyện để bơi lội trong tình yêu của Thiên Chúa như vậy. Và để mà
nuôi dưỡng và cấm rễ sâu trong tình yêu với Đức Kitô, thì mỗi ngày những người nữ tu Đức Mẹ Hiếm Nhất chúng con có một dành riêng một đời sống cầu nguyện riêng để thiết lập mối tương quan và nuôi dưỡng mối tương quan cá vị đối với Đức Kitô qua 60 phút cầu nguyện mỗi ngày. Bên cạnh đó thì chúng con cùng với chị em trong cộng đoàn là cầu nguyện sáng, trưa, sáng, chiều và tối qua các giờ kinh phụng vụ để kết hợp với toàn thể giáo hội Hoàn Vũ dâng lên Chúa lời ca tụng, tôn vinh và chúc tụng Ngài. Bên cạnh đó thì chúng con cũng có khoảng 15 đến 30 phút là chầu thánh thể trước mặt Chúa để kết hợp với Chúa, để yêu mến Chúa hơn, để ở lại với Chúa và được gắn bó với Ngài hơn. Từ đó chúng con kín múc được sức mạnh tình yêu của Chúa để đem chia sẻ cho mọi người. Và ngoài ra thì chúng con cũng để tăng thêm cái chiều sâu đức tin cũng như là tập luyện các nhân đức thì chúng con có lần hạt riêng, rồi đọc sách thiêng liêng, cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Thì con cảm nghiệm được rằng là đời sống cầu nguyện rất vô cùng quan trọng để chúng con có thể thiết lập, để chúng con có thể hun đúc và tăng trưởng trong tình yêu với Đức Kitô, người mà chúng con luôn tôn thờ, yêu mến và bước theo sát Đức Kitô mỗi hơn mỗi ngày. Và khi mà chúng con có cảm nghiệm được tình yêu trong cầu nguyện, chúng con có thể đem cái tình yêu đó chia sẻ với tha nhân, những người mà chúng con gặp gỡ hàng ngày hay là những môi trường mà chúng con được sai đến. Trời hay quá. Dạ, nghe thật sự là nghe Đào Hân Đào nói chuyện thì Hoàng Vy cũng cảm nhận được đúng là cái đời sống, những cái hoạt động cầu nguyện rất là cần. Hồi nãy Sơ Hân có nói một ý rất là hay là cái việc cầu nguyện nó giống như là cá phải sống trong môi trường nước vậy. Và chắc chắn người ta nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Những cái lời cầu nguyện của mình đó, khi mà nó bằng cái tình cảm thực sự thì nó sẽ vang xa và sẽ đón được những cái tần sóng như vậy, phải không Sơ? Và vậy thì Sơ Hân Đào có thể cho biết quý vị khán giả Sài Gòn TV biết thêm về những hoạt động chung và những gì mà dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất đã làm được. Dạ vâng, cảm ơn chị Hoàng Vy. Thì hội dòng chúng em thì là hội dòng thuộc giáo phận của Bắc Ninh. Thì chúng em là những người nữ tu được mời gọi cộng tác vào với cái môi trường hoạt động của trong giáo phận cũng như các một số giáo phận lân cận mà chúng em đang hiện diện. Thì thứ nhất thì hoạt động chính chúng em trên hết và trước hết đó là chúng em cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong giáo hội cũng như xã hội. Đó, chúng em được mời gọi để kết hợp với Chúa, hiệp nhất với Chúa và trở nên chứng tá của sự hiệp nhất trong môi trường mà chúng em được hiện diện. Và thứ hai đó là chúng em hoạt động trong mảng y tế. Thì tính đến thời điểm này thì hội dòng chúng em thì có một phòng khám Sara được đặt tại trụ sở của nhà mẹ. Và phòng khám này thì mục đích chính là để chăm sóc sức khỏe, thăm khám cho các bệnh nhân lân cận, những người đang sống lân cận xung quanh. Và bên cạnh đó thì 2 tháng một lần phòng khám Sara đó là những các bác sĩ và y tá chính là các nữ tu của hội dòng, là những người 2 tháng một lần sẽ đi đến các vùng sâu, vùng xa, vùng núi dân tộc, những anh chị em mà không có cơ hội được không có cơ hội cũng như không có tiền để đến các bệnh viện thăm khám và chữa bệnh, thì chúng em là những người mà đi đến với họ để thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho các anh chị em vùng sâu vùng xa. Rồi đến thứ hai đó là về mảng giáo dục, thì về mảng giáo dục cũng được rất là quan tâm đến với hội dòng chúng em, bởi vì là các trẻ em đó là mầm non, là tương lai của giáo hội cũng như xã hội. Thì hội dòng chúng em, các nữ tu là những cô giáo, là những giáo viên, rồi dạy các em trẻ nhỏ từ khoảng từ 3 đến 6 tuổi. Có rất nhiều cộng đoàn, có các nhà trường để dạy các em. Và đặc biệt là hội dòng quan tâm đến các trẻ em trong gia đình của những người di cư, những người nghèo, họ không có tiền để gửi con đi học ở các trường xa hay là trường có một cái đắt giá, nhưng mà hội dòng thì ưu tiên và quan tâm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Và bên cạnh đó thì hội dòng chúng em cũng hoạt động về mảng như là chăm sóc các trẻ khuyết tật,
Và đặc biệt là hội dòng chúng em thì có một cơ sở chăm sóc khuyết tật tên là Nhà Tình Thương Hương La. Vâng, nơi đây thì quy tụ khoảng 100 em khuyết tật, các em mồ côi, những người mà có những cái em mà có hoàn cảnh rất là khó khăn, bởi vì có thể các em bị cha mẹ bỏ rơi, không chăm sóc, thậm chí có những trẻ mà bị bỏ rơi ở ngoài nghĩa trang. Dạ. Thì được các sơ đón về để chăm sóc. Thì cho đến ngày hôm nay thì các em được chăm sóc về sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể xác, cũng như là được các em chăm sóc mọi toàn diện. Những em mà rất là yếu về thể xác thì các sơ lại có những vật lý trị liệu để giúp các em có thể hoạt động, có thể cử động hơn. Còn những em mà có một chút khuyết tật về thể xác, chẳng hạn như các em có thể không có thể nhìn được, thì nhưng mà các giác quan khác của các em vẫn tốt, thì các sơ có thể dạy các em rồi giúp các em tiếp tục phát triển một cách toàn diện hơn. Vâng ạ. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng em cũng có một số sơ chăm sóc ở trại phong, nơi đó mà vâng, trại phong nơi đó mà thường như là xã hội bị người ta bỏ rơi, quay lưng lại thì các sơ lại là những người đến để sống với họ, đồng hành với họ, chăm sóc họ. Và cũng đặc biệt đó là vì là thuộc là người con của giáo phận nên là các sơ cũng được mời gọi để cộng tác vào việc như là huấn luyện các huynh trưởng, rồi thì huấn luyện các giáo lý viên và huấn luyện các khóa nhạc, khóa đàn để những người giáo dân có thể cộng tác vào việc tông đồ trong giáo phận. Dạ thưa sư Hương, thì sư Hương có thể chia sẻ với khán giả Sài Gòn TV về ước nguyện của sơ trong cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay như thế nào hay không ạ? Dạ, cảm ơn chị Hoàng Vy. Con cũng kính thưa quý vị khán giả. Qua những gì mà chia sẻ, sơ Đào Hân đã chia sẻ về cái hoạt động của hội dòng, thì chúng con cũng ao ước là quý cô ông bà anh chị em nâng đỡ hội dòng chúng con, giúp đỡ chúng con để chúng con có điều kiện để giúp cho các cháu khuyết tật và nâng đỡ ơn gọi cho hội dòng chúng con. Và cái điều mà chúng con cũng đang rất là băn khoăn nhất là 60 năm chúng con hiện diện rồi nhưng chúng con chưa có một ngôi nhà nguyện để chị em, để các sơ có thể dâng thánh lễ, cử hành các giờ kinh phụng vụ và cầu nguyện. Cho nên con rất là mong quý cụ ông bà anh chị em giúp đỡ, chia sẻ cho chúng con, để chúng con tạo điều kiện cho chúng con, để chúng con có một nơi chốn ca tụng Chúa và chúng con có điều kiện để phục vụ những người đau ốm, những trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi. Dạ vâng. Thưa quý vị khán giả, nếu như quý vị đã lắng nghe được hết những cái hoạt động rất là tốt đẹp của dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất mà hai sơ vừa chia sẻ, nếu quý vị muốn chung một bàn tay và đóng góp, xin gửi về những thông tin ở trên màn hình để mà hai sơ cũng như là dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh có thể thực hiện được hết những cái lý tưởng cao đẹp của mình. Cảm ơn hai sơ đã đến Sài Gòn TV ngày hôm nay và chia sẻ rất là nhiều những cái tâm tình và cả những cái hoạt động vô cùng đầy ý nghĩa. Và xin kính chúc hai sơ sức khỏe cũng như là dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh sẽ ngày càng thành công hơn nữa và có nhiều điều kiện hơn nữa để thực hiện những lý tưởng tốt đẹp của hai sơ. Chúng em xin cảm ơn chị Hoàng Vy. Chúng con xin trân trọng cảm ơn quý thính giả, quý đồng hương và quý cụ ông bà anh chị em, tất cả những người đang hiện diện trên đất nước Hoa Kỳ.